Một thông tin đáng chú ý tại Indonesia. Thưa quý vị, là TikTok là một mạng xã hội phát triển nhanh nhất thế giới và mới đây thì đã ngừng các cái giao dịch trên tính năng mua sắm của nền tảng chia sẻ video ngắn này tại Indonesia bắt đầu từ ngày 4 tháng 10. Quyết định mới nhất được đưa ra sau khi mà Indonesia tuyên bố cấm bán hàng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội nhằm bảo vệ hàng triệu doanh nghiệp nhỏ. Trong thông báo mới nhất, TikTok Indonesia nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia sở tại. Do đó, họ sẽ ngừng các giao dịch thương mại điện tử trên tính năng mua sắm trực tuyến TikTok Shop Indonesia. Dù vậy, TikTok cũng cho rằng lệnh cấm của cơ quan chức năng Indonesia sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người bán hàng đã sử dụng TikTok Shop tại đất nước vạn đảo. Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết cơ quan chủ quản sẽ cảnh cáo các công ty không tuân thủ lệnh cấm bán hàng trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội. Nếu tiếp tục vi phạm quy định, những thực thể này sẽ bị tước giấy phép hoạt động tại Indonesia.